Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta thực sự là những người đã từng yếu đuối, vì yếu đuối chúng ta mới cần đến Chúa Giêsu. Chúng ta từng là những người nghèo nàn, nợ nần, bệnh tật, vì chúng ta bệnh tật, nghèo nàn, nợ nần, chúng ta mới cần chạy tới với Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Tôi muốn nói với anh chị em biết một điều, khi hầu việc Chúa, nó không phải là một con đường dễ. Hãy nhớ, bạn làm bất cứ một việc gì cho Chúa, hãy nhớ một điều này. Hãy hầu về Chúa trước mặt Ngài và lương tâm của mình. Ở trong Kinh Thánh nói với chúng ta về danh của Chúa. Mỗi một cái danh của Ngài đều bộc lộ một tính cách, một mặt của Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Tôi 21 năm khi hầu việc Chúa trong chức vụ mục sư, có rất nhiều lần nói chuyện tâm sự với những người mục sư cùng làm việc. Tôi nói rằng, khi làm việc, tôn trọng lẫn nhau. Nhưng hãy nhớ một điều này, bạn còn hầu việc Chúa trước Đức Chúa Trời và lương tâm của mình nữa. Thật ra, khi một điều gì đó mà trong lời Chúa dạy mà bạn làm sai với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải ngồi lại, chỉnh lại. Vì lời Chúa phải đặt hơn hết tất cả, trên cao hơn tất cả mọi nguyên tắc mà do con người được đặt ra. Amen. Amen. Lời Chúa là sợi chỉ đỏ, lời Chúa là luật pháp. Bởi vậy cho nên nếu lời Chúa dạy đó là tội thì nó là tội. Mình không thể tìm một con đường nào lẩn trốn được. Dù đó là người thân nhất của mình, người yêu nhất của mình, hay là người ruột thịt nhất của mình, tội là tội, sai là sai. Thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là sợ con người. Amen. Hallelujah. Ở trong Kinh Thánh có một con người bị Chúa khiển trách. Đó là một thầy tế lễ có tên là Heli. Ông ấy không phải là không dạy con, nhưng ông ấy sợ con của mình. Ông ấy dạy con khi mà đã quá muộn, lúc chúng nó đã trưởng thành, có vợ, có con rồi. Ông ấy khiển trách chúng nó nhưng quá muộn. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, hãy đọc lời Chúa và đừng để cho tới khi quá muộn mới làm công việc mà cần phải làm ngay ngày hôm nay. Amen. Vì thế chất rằng ngày hôm nay là ngày của sự cứu rỗi. Khi tên tướng cướp nói với Chúa rằng, Chúa Giêsu ơi, hôm nay vào thiên đàng thì đừng có quên con. Mọi người lắng nghe này, Chúa quay sang và nói rằng, ngày hôm nay, đó là tiếng Việt, tiếng Nga mà tôi đọc đó, nó gọi là ngay bây giờ. Khi ngươi tin ta, ngươi đã ở trong thiên đàng rồi. Ngay bây giờ, lúc ngươi mở miệng tuyên xưng ta là Chúa đời sống của ngươi, thì ngươi đã ở trong thiên đàng rồi. Thiên đàng có nghĩa là nước trời. Và khi ở đâu có ngoại ngữ thì ở đó là nước trời rồi. Không cần phải ôm bom để diệt người khác sau khi chết từ vi đạo đưa lên trên thiên đàng. Tôi không tin vào loại thiên đàng đó. Amen. Ai là người cha, người mẹ hay là người con trong một gia đình, giơ tay tôi xem nào. Và tất cả chúng ta, ai mà chả là thành viên đó. Trong gia đình của bạn có rất nhiều người, có rất nhiều điều kém với hàng xóm, đúng không anh chị em? Đúng không anh chị em? Có nhiều người hàng xóm mà con đi học về khoe nó giàu hơn nhà mình, bố mẹ nó giỏi tiếng Đức hơn bố của bạn và bố tôi, rồi học vị cao hơn. Nhưng hãy lắng nghe này, khi chúng ta biết sinh ra ở trong nhà nào thì hãy nhờ lời của Đức Chúa Trời xây dựng nhà của Chúa tốt hơn, thay đổi bản thân của mình. Amen. Amen. Không có một người nào, không có một gia đình nào hoàn thiện, chỉ có lời Chúa là hoàn thiện thôi. Cho nên chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào lời Chúa để mà tiến tới bắt chiếc những gì hình mẫu trong Kinh Thánh nói về hội thánh của Ngài. Amen. Không có một người nào trên đất này hoàn thiện. Bạn không hoàn thiện, tôi không hoàn thiện. Và đừng bao giờ lấy một con người đó làm khuôn mẫu để bạn bắt chiếc hướng tới. Và là điểm cuối cùng, Chúa Giêsu là hình mẫu cuối cùng của tôi và bạn. Chúng ta hãy cùng nhau bắt chiếc Ngài và càng làm cho mình giống như Ngài hơn. Amen. Amen anh chị em. Hãy quay sang người lân cận nói rằng, chúng ta là con trong một nhà. Amen. Hallelujah. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một điều, một cái đề tài có tên là danh của Đức Chúa Trời. Tất nhiên danh của Ngài nhiều lắm. Ngài là đấng chữa lành, Ngài là đấng sắm sẵn, Ngài là Đức Chúa Trời của sự dư dật, nhiều danh lắm. Nhưng tôi muốn chia sẻ với anh chị em với ba cái danh mà chính tôi được tỏ ra rất là nhiều trong gần đấy năm đi theo Chúa. Và đặc biệt trong 2 tuần tại California. Và tại nơi đó, ba cái danh này
luôn luôn nhắc nhở tôi về danh của Đức Chúa Trời. Mỗi một danh khi gọi đều mang theo một khía cạnh của đời sống con người đó. Lấy ví dụ gọi kỹ sư cảnh, kỹ sư xây dựng cảnh có nghĩa là ông cảnh giỏi về xây dựng và có bằng kỹ sư xây dựng. Gọi bác sĩ hùng hay là luật sư tâm thì mỗi một cái tên đó nó bao hàm một khía cạnh của con người đó. Ông Tâm có thể là cha của ba đứa con. Ông Tâm đó cũng có thể là chồng của cô vợ tại nhà. Ông ấy vừa là chồng Tâm, ông ấy vừa là cha Tâm và ông ấy vừa là luật sư Tâm. Mỗi một cái tên đó nó bao hàm một khía cạnh, một trách nhiệm và một cái quyền ở trong cái danh mà người ta xưng tên của ông đấy. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Tất nhiên ông không đi vào trường học hay đồn công an nói rằng đây là cha Tâm đây. Công an police hỏi cha Tâm là cha nào? Cha Tâm chỉ nói với ba đứa con trong nhà của ông ấy thôi. Luật sư Tâm ở trong văn phòng luật sư của ông ấy thôi. Chồng Tâm chỉ ở trên giường hay là ở trong nhà với vợ của mình thôi. Mỗi một cái danh đó phải sử dụng đúng vào vị trí và nhận biết được trách nhiệm và quyền thì danh đó mới được bộc lộ. Bởi vậy cho nên Chúa của tôi và bạn tỏ cho Abraham, tỏ cho Môi-se, tỏ cho Gia-cốp, tỏ cho David và cho rất nhiều anh hùng đức tin trải qua bao nhiêu ngàn năm qua danh của Ngài. Và danh đó được tập hợp ở trong Tân Ước, danh Giê-xu Christ. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba cái danh đó. Và nếu như bạn đang ngáp ngoài, bạn đang muốn đầu hàng trong cuộc sống này thì hãy lắng nghe lời giảng ngày hôm nay. Nếu như bạn đang không còn ý nghĩa cuộc sống, mất niềm vui, mất tình yêu trong cuộc sống, hôm nay hãy lắng nghe lời của Đức Chúa Trời hôm nay. Và nếu như bạn luôn luôn nhìn thấy mọi sự đều tiêu cực, ngay cả vợ và chồng của bạn và mấy đứa con, cái gì bạn cũng nhìn với mắt kính tiêu cực và xét đoán, thì ngày hôm nay hãy cùng nhau nghe bài giảng. Hôm nay có Đức Chúa Trời sống, có một Đức Chúa Trời đấng lạ lùng và có một Đức Chúa Trời đấng diệu kỳ. Đó là ba danh của Ngài. Mà mỗi khi tôi nhắc tới ba cái danh này, tôi ngồi và khóc. Ngài là đấng sống, Ngài là đấng lạ lùng và Ngài là đấng diệu kỳ. Hallelujah. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ sách Giăng đoạn 14 câu 6. Giăng đoạn 14 câu 6. Xin lỗi ban kỹ thuật, tôi không đưa câu kinh thánh trước buổi nhóm. Tin lành Giăng đoạn 14 câu 6. Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Ta là đường đi, là lẽ thật và là sự sống. Không ai tới được với cha ta, là Đức Chúa Trời đó. Không phải mọi con đường đều dẫn tới Roma đâu bạn ạ. Chỉ có một con đường duy nhất qua Chúa Giê-xu, bạn mới có thể tới với cha của tôi và cha của bạn, là Đức Chúa Trời mà thôi. Bạn nói rằng: Ồ, tin lành sao mà cục bộ thế, tôn giáo nào cũng tốt mà, mọi con đường đều dẫn tới Roma mà. Không, tôi không nói về tốt hay xấu ở đây. Tôi đang nói về một con đường duy nhất, bởi vì chỉ có một đấng sống lại từ cõi chết, và đấng đó đã mở một con đường duy nhất từ đất tới với cha. Nếu như bạn tìm thấy một đấng nào sống thứ hai thì tôi nói sẽ có một con đường thứ hai nữa, nhưng duy nhất chỉ có Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết mà thôi. Amen. Cho nên lời Chúa nói rằng ta là con đường, là lẽ thật và là sự sống. Mỗi một tôn giáo đó là một phát minh hay là một sự tìm kiếm ông trời bằng cái đầu của mình tạo ra một tôn giáo mới. Họ lại thêm một cây tôn giáo ở trên đất này. Ấn Độ có 330 triệu các vị thần. Chúa Giê-xu xuống trần gian không phải tạo ra một vị thần mới, mà Ngài làm một con đường để bạn ra khỏi khu rừng rậm rạp tôn giáo đó. Tôi nhớ lại hè năm ngoái tôi cùng gia đình tới Thụy Sĩ và được một người thổ dân tại nơi đó, cậu bé 14, 15 tuổi dẫn lên trên đỉnh núi. Chưa đến đỉnh núi lắm nhưng mà tầm cỡ khoảng 2.500 mét. Và chúng tôi đi thang máy lên trên đó, sau đó đi bộ xuống, vợ và con tôi, đứa nhỏ đi tàu trở lại. Còn tôi, Danny và cái cậu đó đi bộ xuống. Chúng tôi đi bộ. Bạn tưởng tượng, tưởng rằng đi bộ ở trên núi nó dễ,
đi được khoảng độ nửa tiếng bắt đầu gối nó mỏi em, và cậu đi một hồi bị lạc, cậu đi cậu tìm đường một hồi, tôi hỏi con ơi con có nhớ đường không? Tôi bảo một sư cứ từ từ bình tĩnh để con còn nhớ xem đường đi xuống kiểu gì. Và tôi mới nói rằng con ơi, hay là con Navi theo không? Cậu nói rằng mục sư ơi, trong rừng này Navi làm sao mà tìm được đường? Tôi bảo thế bây giờ làm sao ra khỏi chỗ này? Hay là quay ngược trở lại? Cậu nói với tôi một câu rất là đơn sơ nhá, nhưng mà nó mở ra một chân lý này. Cậu nói rằng mục sư ơi, đừng hỏi con làm con cuống. Con ở trong khu rừng này, con là con đường. Hãy để im cho con nhớ. Con đi đâu mục sư cứ đi theo. Chứ còn đâu có phố nào đâu mà mục sư hỏi Navi nào chỉ. Con ở trong khu rừng này là con đường. Con đi theo mục sư với lại em đang đi, cứ đi theo thôi, đừng hỏi là con cuống. Và nó trả lời tôi câu hỏi đó. Tôi nhớ lại câu kinh thánh này, Philip đang hỏi Chúa rằng con đường nào. Chúa nói rằng hỏi phố nào à, địa chỉ nào à, Navi nào dẫn là không. Ta là con đường. Khi các ngươi đi theo ta, ở trong ta là các ngươi đang ở trong con đường tới nơi cần phải tới. Và ta là lẽ thật nữa. Khi các ngươi ở trong ta nhận biết lẽ thật giải phóng các ngươi khỏi những tảng đá, khỏi những giấc mơ hãi hùng, khỏi những tội lỗi, khỏi thói xấu tật hư. Và khi các ngươi ở trong ta và có ta thì các ngươi có sự sống từ bên trong. Một câu kinh thánh tiếp theo, hãy cùng nhau giở Khải Huyền. Khải Huyền đoạn 1 câu 17-18. Ngài là đấng sống. Chính Chúa Giêsu nói ta là con đường đó. Hãy nhắc lại cùng tôi, Giêsu là con đường. Hallelujah. Đây là sứ đồ răng trên đảo Patmos vừa thấy người tôi ngã xuống chân người như chết. Người đây là sự xuất hiện của Chúa Giêsu. Ngài đứng cho người đó nhìn thấy, sấp mình xuống dưới chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Hãy nhắc lại cùng tôi, đấng sống. Không biết bao nhiêu lần tại bên Nga tôi đã phải nhớ lại câu này, là đấng sống. Ta đã chết vì tội của con, nhưng nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Anh cần có mang theo cái chùm chìa khóa nào không? Cho tôi mượn một cái chùm nào. Đấng sống, và nếu Ngài sống mà bạn bám vào Ngài thì bạn sẽ sống. Ai là người đã từng tập bơi ôm cây chuối giơ tay tôi xem, hoặc cái phao à? Là nếu mà bạn bị chìm, bạn cứ ôm thật chặt cái phao hoặc cây chuối, nó có thể xoáy xuống phía dưới, sớm muộn gì cây chuối sẽ nổi lên. Cây chuối nổi thì bạn cũng nổi. Đấng sống mà bạn đang tin, đấng sống đang ở trong bạn. Hãy nhớ, Chúa sống thì bạn và tôi sẽ sống. Đây là chùm chìa khóa. Ngài nói rằng ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Khi ông Cảnh đưa tôi chùm chìa khóa này, nói rằng tôi trao chùm chìa khóa tôi cho mục sư, có nghĩa là tất cả những gì mà chùm chìa khóa mở được tôi đều có quyền hết. Mọi người hiểu không? Cái này là cái ô tô tôi được quyền mở sử dụng. Cái này là chùm chìa khóa nào mà tôi không hiểu rõ. Chìa khóa nói về quyền. Quyền. Ma quỷ đã đánh mất chùm chìa khóa của âm phủ rồi. Nó không có quyền giam giữ hay là giam những con người thuộc về Chúa Giêsu gì đó nữa. Ngài đã cầm chìa khóa của địa ngục và sự chết. Thành ra sự chết không có quyền trên những kẻ thuộc về đấng sống nữa. Có một người hỏi rằng Chúa ơi, ở dưới địa ngục có bao nhiêu người? Người đó trả lời, ở dưới địa ngục chỉ có một người thôi. Một người, và tất cả những người nào đẻ ra từ người đó. Trên thiên đàng cũng chỉ có một người, và tất cả những người nào được sinh ra từ đấng đó. Trên đàng chỉ có một mình Chúa Giêsu và những kẻ ở trong Ngài. Còn địa ngục chỉ có một mình Adam phạm tội với tất cả những kẻ vẫn còn sinh ra từ Adam. Bởi vậy cho nên dù bạn có là sư gì đi chăng nữa mà không được tái sinh thì bạn vẫn thuộc về Adam cũ và vẫn thuộc về địa ngục. Còn nếu như bạn đã sinh ra từ Chúa Giêsu thì bạn ở trong Ngài, và khi bạn ở trong Ngài thì Ngài ở đâu bạn cũng sẽ ở đó. Tôi là Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1970. Con trai tôi Daniel sinh 2003. Tôi muốn hỏi
năm 2000 Danny đang ở đâu? Nếu năm 2000 tôi qua đời về với Chúa thì lúc đó Danny có xuất hiện trên đất này không? Không, nó ở trong tôi. Cháu nội của tôi đang ở trong nó, chắc nội của tôi đang ở trong trong Danny. Bởi vậy cho nên những kẻ sinh ra từ Chúa Giêsu thì sẽ ở trong thiên đàng cùng với Ngài. Những kẻ vẫn còn sinh ra từ Adam thì ở địa ngục cùng với ông ta. Amen. Amen anh chị em. Đấng sống, và khi Ngài sống thì bạn và tôi cũng sẽ sống. Hallelujah. Anh chị em có tin không? Hãy quay sang người lân cận nói rằng Chúa có tên là Đấng sống. Danh thứ hai đó là Đấng lạ lùng. Ê-sai đoạn 9 câu 5 câu 6. Hãy nhắc lại cùng tôi: Đấng lạ lùng. Wow, hallelujah. Ê-sai đoạn 9 câu 5 câu 6. Đây là đoạn kinh thánh thật là hay, nhắc nhở chúng ta biết rằng mọi sự Đấng làm nhiều điều vĩ đại. Ê-sai đoạn 9 câu 5 câu 6, lời Chúa nói như sau: Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị xem đấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Mỗi một tên mà được nhắc trong câu kinh thánh này nói về một khía cạnh và bản chất của Ngài trên đời sống mỗi chúng ta. Khi bạn tin vào Đức Chúa Trời là Đấng Mưu Luận thì sự mưu luận của Ngài sẽ hành động trên đời sống của bạn. Khi bạn tin Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an, thì những điều đó sẽ mang tới cho bạn. Họ, những người tại Nazareth chờ đợi Chúa Giêsu chỉ là con ông thợ mộc. Thế ra Ngài trở về quê hương của Ngài, Ngài vô cùng ngạc nhiên, không có phép lạ nào xảy ra cả. Và Ngài nói rằng rất là lạ, vì ở đây họ chờ đợi ta không phải như Capernaum, không phải như Jerusalem. Ở những nơi đó họ chờ đợi ta là một đấng tiên tri từ trời, còn tại Nazareth họ đợi Giêsu là một người con ông thợ mộc. Thành ra ơn thợ mộc sẽ đục đẽo họ. Bạn chờ đợi một người ở trong chức vụ nào thì chức vụ đó sẽ phục vụ bạn. Bởi vậy cho nên những cái danh này rất là quan trọng. Bạn cần phải được mở tâm trí và mắt mình nhìn thấy Đấng Lạ Lùng. Hãy nhắc lại cùng tôi: Đấng Lạ Lùng. Ê-sai 55 câu 8 câu 13 cho ta nhìn thấy Đấng Lạ Lùng như thế nào. Ê-sai cũng trong sách này, Ê-sai đoạn 55, hallelujah, câu 8, lời Chúa nói như sau này: Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Nha, có nhiều khi mình chờ đợi cái cách này cơ, nhưng mà Chúa Ngài làm việc ở cách khác. Có một lần, lắng nghe này, có một lần học trò của Chúa bị thiếu tiền để nộp tiền thuế. Phê-rơ đến hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, chúng ta có nên nộp tiền thuế cho nhà thờ không, cho đền thờ không? Chúa mới nói rằng: Con có phải nộp cho cha của mình thuế không? Phê-rơ nói: Không cần phải nộp. Chúa nói rằng: Ok, ngươi nói là đúng, nhưng vì cớ không để phúc phạm người khác, hãy ra ngoài biển, lắng nghe này, hãy ra ngoài biển, một người nhắc nhở một người đánh cá lão luyện ra ngoài biển thả lưới hay là thả mũi câu, câu con cá đầu tiên lên vạch miệng, lấy đồng tiền vàng ở bên trong, nộp tiền thuế cho ta và ngươi. Một công việc vô cùng lạ lùng, con cá ngậm đồng tiền vàng. Và có mấy người bạn của tôi bên Nga nói rằng: Rất may đây là Phê-rơ, còn nếu là người Việt Nam đó, ông câu thêm chục con cá nữa phải bòi miệng ra xem bên trong còn tiền vàng nữa không. Chúa Đấng Lạ Lùng lắm anh chị em, làm nhiều điều khác hẳn với chúng ta chờ đợi. Ông tiên tri Ê-li mấy năm trời ngồi ở trong khe, trong đồng vắng, đợi nước từ khe chảy ra, và quả ngày nào sáng và chiều cũng mang đồ ăn tới nuôi ông á. Bỗng nhiên bao nhiêu năm ở đó khe nước cạn và quả không mang đồ ăn nữa, Chúa phán với ông điều gì mà người biết không? Ê-li, hãy đi vào thành. Và ông ấy đứng dậy ra khỏi thành. Lắng nghe này, nếu tôi và là bạn ở trong hoàn cảnh của Ê-li, bạn biết trên đường đi vào thành phố nghĩ gì không? Wow, con này chắc chắn là sẽ vào được ăn bẫm đây, chán lắm rồi, uống nước lạ và quả ngày nào cũng mang đồ ăn, thật là chán. Bây giờ vào sẽ có người chủ quán nào đó tiếp đón mình đây, có kẻ nhà giàu nào tiếp đón mình vào thành đây. Và khi ông ta đi như vậy, mọi người thấy điều gì xảy ra?
đấng lạ lùng. Ông gặp thấy một người đàn bà quá nghèo, đang đi mót củi. Ông hỏi: "Ngươi đang làm gì đây?" "Tôi đi mót củi để mà làm một bữa cuối cùng nuôi tôi, thằng con trai tôi và chết." Bỗng nhiên Chúa phán với ông rằng: "Hãy nói người đàn bà này, làm miếng bánh đó cho ta ăn trước, sau đó ngươi và con ngươi ăn. Vì lời Chúa phán rằng dầu không hết ở trong bình của ngươi và bột không hết ở trong thùng của ngươi cho tới khi ta đổ mưa xuống trên đất này." Bởi vậy cho nên có rất nhiều những điều lạ lùng mà Chúa làm chúng ta không thể tưởng tượng được. Có lần tôi sống bên Nga, bị hết tiền ăn. Chúng tôi cầu nguyện, hồi đấy vẫn còn là sinh viên, nói: "Chúa ơi, hãy cho con tiền bạc để con ăn, không còn đủ tiền sống nữa." Mọi người biết đó, đi học trên đường đi nhặt được 20 đô, nhặt được 20 đô. Chúa làm nhiều điều lạ lùng, bạn cũng có thể làm chứng về điều đó được. Nhiều điều lạ lùng nữa là có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái khả năng của mình không thể làm nổi việc đó, mà Chúa lại ban cho. Tôi là kẻ nói lắp và nói ngọng, đến bố của tôi còn nói rằng lắp và ngọng thế này thì làm sao mày đi tuyên truyền giảng cái gì được, không thể làm nhà ngoại giao được, không thể làm luật sư được. Nhưng mà Chúa là đấng vô cùng lạ lùng, là lựa chọn kẻ không ra gì để trở thành ra gì. Bạn cũng vậy. Amen. Quay sang người lân cận nói rằng đấng lạ lùng lắm. Hallelujah. Lời Chúa nói tiếp rằng: "Và như mưa và tuyết xuống từ trời và không trở lại, mà đượm nguồn đất đai làm cho sinh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, nhưng chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bùi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và làm một dấu đời đời không hề tuyệt diệt." Nếu bạn biết một con người có tên là Joy Mayer, bà là một người phụ nữ mà bây giờ giảng trên rất nhiều chục kênh truyền hình tại Mỹ và khắp thế giới. Bà là một người phụ nữ bị chính cha và chú của mình hiếp dâm từ nhỏ. Mọi người tưởng tượng này, thường con người như vậy không còn tương lai gì nữa. Và khi bà dâng cuộc đời cho Chúa, đọc những quyển sách của bà nói về tính cách của bà, không phải chỉ tin Chúa là đủ, mà cuộc sống sau khi Chúa, sau khi tin Chúa xong, Chúa thay đổi tâm trí của bà nhiều lắm. Vì cái tính cáu bẳn, sự thù hận từ quá khứ mà bố và gia đình đã gieo vào đời sống của bà, khiến cho chồng của bà, cho con cái của bà và nhiều người khác gặt những điều đau đớn đó. Nhưng Chúa bắt đầu thay đổi đời sống của bà, thay đổi tâm trí của bà. Bạn ơi, tôi nhắc lại này, quá khứ của tôi và bạn không thể làm lại được. Bạn có thể nhìn thẳng vào quá khứ, đối diện với nó và xin đấng lạ lùng thay đổi quá khứ bằng cách rút tỉa bài học của quá khứ, giải phóng nó ngày hôm nay và tương lai, và biến cái đau khổ của bạn của quá khứ mà bạn đang có trở thành bài học cho tương lai và cho nhiều kẻ sau này. Chúa sẽ làm cho vô số những con người được phước qua cái đau khổ của bạn trước đây. Amen. Và chính cái đau khổ của người đàn bà có tên là Joy Mayer đó mà ngày hôm nay vô số những người nữ, vô số những người nam, vô số những gia đình đã được phước qua đời sống chức vụ của bà. Amen. Amen. Có thể bạn ngồi tại đây, gia đình của bạn hôn nhân giống như những bụi gai, nó mọc ra. Mỗi một ngày bạn đụng vào nó là nó lại làm cho tay của bạn tứa máu. Bạn băng bó, bạn đeo găng tay để đụng vào cái hôn nhân bụi gai đó. Nhưng lời Chúa nói rằng, lời của ta, Chúa nói rằng lời của ta đã ra khỏi miệng, không quay trở lại vô ích, nó sẽ tiếp tục làm việc. Lời Chúa làm việc trong bạn, trong vợ bạn, trong bạn, trong chồng của bạn. Sao lại vỗ đùi nhỉ, đau thế. Sẽ làm việc. Và chính cái điều đó sẽ biến hôn nhân của bạn càng ngày càng ngọt ngào hơn. Biến bụi gai thành cây tùng, cây bách. Biến những bụi cỏ khô hoang dại đó trở thành những bụi hoa. Amen. Amen anh chị em. Hãy nói với người lân cận rằng Chúa của tôi và bạn là đấng lạ lùng. Là hãy nở nụ cười cho nó tươi nào. Hãy quay sang lên cận nào, nụ cười nào. À, hallelujah. Không sao. À, không có gì là ảnh hưởng tới bài giảng hết đấy. Rất là bình tĩnh. Cảm ơn Chúa. À, chúng ta hướng cao tay cầu nguyện cho anh em chúng ta đang ngồi trong xe lăn nào. Cha ơi, chúng con đến với Chúa cầu nguyện cho người anh em con. Anh có thể ở nhà mà không đến thờ phượng được, nhưng vì anh yêu mến lời của Chúa, anh vẫn tới đây để ngồi nghe giảng.
Chúa ơi, xin chính lời của Ngài hãy mang sự sống tới cho anh. Hãy gieo thẳng vào lòng anh những lời này. Không ai tại đây có thể nhấc anh ra khỏi chiếc xe lăn được, nhưng lời sống của Ngài, đấng sống và đấng lạ lùng đó, sẽ làm trên thân thể bên trong của anh, khiến chi thể hay chết của anh lại sống. Chúng con rất cảm phục và rất tôn trọng những điều mà anh đã làm khi anh tới hội thánh để ngồi nghe giảng. Con cảm tạ Chúa, con giao phó con người này trong tay Chúa và con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và như mưa và tuyết xuống từ trời và không trở lại một cách vô ích, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta sẽ không trở lại một cách luống nhưng, chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Hallelujah. Tôi rất ước ao lời sống đó được gieo vào lòng anh chị em, và lời sống đó sẽ mang về với anh chị em. Và tối hôm nay, ngày mai, trong tuần, lời sống đó làm việc. Lời là ngôi lời đó. Đức Thánh Linh sẽ làm việc trên lời sống đó. Nó sẽ mang lại những bông trái trong đúng lĩnh vực mà anh chị em đang cần phép lạ. Đấng lớn lao lạ lùng sẽ làm điều đó ở trong lĩnh vực của anh chị em. Tôi không biết được anh chị em đang cần phép lạ gì, nhưng Chúa biết được. Và lời đó là phương tiện Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống của bạn. Đấng lạ lùng. Amen. Danh thứ ba, đó là đấng diệu kỳ. Chúa tỏ ra mẹ của Samson, quan xét của Israel, Ngài là đấng diệu kỳ. Ngài có danh diệu kỳ. Diệu kỳ có nghĩa là gì? Diệu kỳ có nghĩa là mọi việc Ngài làm từ lúc khởi sự cho tới lúc kết thúc luôn luôn có mang tới kết quả tuyệt vời. Ngay cả khi Ngài tỉa sửa bạn, bạn kêu khóc la hét đau đớn, nói rằng Chúa ơi, không thể chịu nổi. Phê-rơ khóc ăn năn một cách cay đắng, nhưng cuối cùng sự buồn rầu bởi Chúa khiến dẫn tới sự ăn năn, và sự ăn năn mang tới kết quả của nước trời trong đời sống của bạn. Ai là một người không hề bao giờ phạm một tội nào tại đây, giơ tay tôi xem nào. Là chúng ta đều là những người không hề phạm tội, đúng không? Có người hơi mấp mé giơ lên, xong lại đến gần cầm hạ xuống. Tất cả chúng ta đều là những con diều rách. Amen. Rách chỗ này hay rách ở góc kia thôi. Có nhiều khi người ta khoe góc phải của tôi lành, nhưng quên liếc sang góc trái. Góc trái của bạn rách, bạn chỉ khoe cái mặt mạnh của bạn với kẻ yếu ở mặt đó thôi. Ai mà chả thiếu sót, ai mà không là người không hoàn thiện. Amen. Nhưng mà chúng ta cần Chúa. Bởi vì nếu chúng ta tất cả đều hoàn thiện rồi, thì chúng ta sẽ trở thành Chúa mất. Chúng ta trở thành thần tượng mất. Và như vậy chắc chắn địa ngục sẽ là cái vé mà sắp tới bạn đi xuống. Chúng ta cần Chúa. Amen. Hallelujah. Vì vậy cho nên mỗi khi chúng ta phạm lỗi hoặc phạm tội, Chúa dẫn chúng ta. Cái quan trọng là sự ăn năn, đừng cố chấp. Hãy ăn năn và làm lại công việc từ lúc ban đầu, và Chúa Ngài sẽ vực bạn dậy. Đấng diệu kỳ, trong sách Roma đoạn 8 câu 28 là câu kinh thánh cực kỳ hay. Đấng sống, đấng lạ lùng và đấng diệu kỳ, mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi đang có thời gian để lắp. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi đang có thời gian mới ngọng để hiểu được những người ở dân tộc ED, họ muốn giảng tin lành mà không giảng nổi. Tôi đã từng như vậy, để hiểu được sự vất vả của một người không nói ra lời được, để cho tới khi bạn có thể giảng được không kiêu ngạo. Amen. Amen. Anh chị em, có những kẻ vấp ngã để hiểu được những kẻ vấp ngã sau này không xét đoán. David phạm tội, nhưng ông ăn năn để có hàng chục những bài thi thiên cho chúng ta học được tấm gương của sự ăn năn. Chúa, Ngài không đẩy, Ngài không đuổi những kẻ có lòng ăn năn thống hối đâu, mà Ngài luôn giơ vạm vòng tay của Ngài, người cha nhân từ, đón đứa con hoang đàng trở về. Amen. Hallelujah. Thất bại không phải là thảm họa. Amen. Sách Roma đoạn 8 câu 28, anh chị em hãy nhớ ba danh này: đấng sống, đấng sống, đấng sống. Cho kể cả khi tôi bị chôn vùi xuống dưới đáy, tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân tôi rằng đấng sống
kể cả khi cá nuốt ở trong dạ dày của nó, ở trong nơi tối đen đó, hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con vẫn tin Ngài là đấng sống. Ngài sống thì con sẽ sống, không chết đâu. Con sẽ sống để giao truyền sự vinh hiển của Ngài. Ngài là đấng lạ lùng. Xin cho ý Cha được nên không theo ý con. Ý con là như vậy đấy. Hãy trình bày tất cả điều bạn mong muốn ra, nhưng hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, đó là ý của con, nhưng xin ý Cha được nên, vì con tin rằng ý Cha cao hơn ý con, như trời cao hơn đất vậy. Một vị bá tước người Anh, sau khi cậu con của mình được cứu khỏi chết đuối, ông lại gần đứa trẻ chăn bò ở dọc bờ sông đó. Vị ân nhân hỏi: nếu con có thể được, ước ao của con trở thành ai sau này? Nó nói rằng: bác ơi bác, nghèo như nhà con thì ước mơ cái gì? Ông nói rằng: nhưng nếu như con có thể ước mơ thì con ước mơ cái gì? Nó nói: con ước mơ trở thành bác sĩ. Và người bác trước đó đã chi tiền cho vị ân nhân cứu sống con của mình đi ăn học, và người đó sau này trở thành một bác học mà tôi và bạn mang ơn thuốc kháng sinh penicillin mà tôi và bạn đã thử uống ngày xưa. Đó là nhờ cái vị ân nhân bác sĩ đó đó. Và chính con người đó đã cứu cậu bé con bá tước đó, là William Churchill, thủ tướng nước Anh ngày xưa. Đừng có bao giờ đặt ý muốn của mình là tuyệt đối đúng. Khi bạn mong muốn, hãy nói rằng: xin ý Cha được nên. Bởi vì ý Cha bao giờ cũng tốt hơn ý của chúng ta. Ý Cha bao giờ cũng tuyệt hảo nhất, kể cả những nan đề xảy ra trong hội thánh. Thì hãy nhớ một điều: xem lại, lắng nghe những lời góp ý đó để sửa lại những cái sai, bởi vì Chúa đang giúp cho chúng ta tránh một hậu quả lớn sau này. Amen. Chúa đang chuẩn bị điều cao cả hơn. Đấng diệu kỳ, bật câu kinh thánh sách Roma đoạn 8 câu 28. Đấng lạ lùng. Hallelujah. Đấng lạ lùng. Khi vợ tôi cưới vợ xong đưa sang bên Nga, sống tiền không đủ sống, và cái nước khó, nước rất là bẩn. Cô ấy có những lần mà gội đầu á, tóc nó rụng, nó có một cái mảng sân bay rụng tóc ở trên đầu này. Mỗi lần đến nhóm cô phải ngồi trước gương vắt tóc bên này sang tóc bên kia. Có lần cô chạy để đuổi theo tramvai đó, nó bị bong gân. Mỗi buổi tối tôi phải bế vợ từ nhà ở giữa tầng bế sang đến cái toilet ở cuối tầng, bởi vì là cách 14 cái phòng mới tới cái toilet chung ở trên tầng. Và sáng 7:30 sáng ngồi dậy đi dịch trường thánh kinh, tôi đã đến với Chúa và khóc: Chúa ơi, con đưa vợ con trở lại nước Nga hầu việc Ngài, đó là đúng ý muốn của Ngài. Tại sao khổ thế này? Tại sao khổ thế này? Tiền không có mà vợ lại què chân và lại rụng tóc. Lắng nghe này. Trong lúc tôi cầu nguyện như vậy, Chúa nói rằng: ngươi yêu nó không bằng ta yêu nó, hãy lui sang một bên, đừng tham gia vào công việc của ta. Sau khi tôi nghe rõ ràng tiếng Chúa nói, bạn nói: ô, mục sư nghe là tiếng Chúa nói, bây giờ làm sao để tôi cũng được nghe tiếng Chúa nói? Bạn ơi, đơn giản lắm. Bạn là chiên Chúa, bạn được quyền nghe tiếng Chúa và quen tiếng Ngài. Ai có Facebook giơ tay tôi xem. Có nhiều người bạn chưa hề gặp mặt, bạn trò chuyện qua Facebook, và bây giờ bỗng nhiên có một kẻ lạ ăn cắp cái nickname của bạn, bắt đầu nó nhảy vào, nó chat với bạn. Bạn biết ngay đó là không phải là cái người kia, đúng không? Ví dụ như Tăng Hùng Vinh đang chat với tôi thường xuyên, bỗng nhiên có một ngày nào đó Vinh nhảy vào nói: hello Hùng, có khỏe không? Vợ con vui không? Mày. Tôi nghe biết ngay là đâu phải Tăng Hùng Vinh, mà rõ ràng nickname là Tăng Hùng Vinh. Mọi người biết vì sao không? Bởi vì tôi đã quen Vinh và Vinh quen tôi. Tôi và Vinh chat với nhau thường xuyên rồi, mặc dù không nhìn thấy mặt. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Bởi vậy cho nên, để mà biết được tiếng Chúa phán, bạn cần có mối quan hệ gần gũi với Ngài và quen Ngài hơn. Để ngay cả kẻ lạ mặt nào mạo danh nickname là đấng lạ lùng mà nói đó, thì bạn cũng biết rằng không phải Chúa của tôi. Amen anh chị em. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Thành ra bạn không cần phải trở thành người đặc biệt mới nghe được tiếng Chúa phán. Bạn là chiên của Chúa, là người đặc biệt rồi. Bởi vậy cho nên bạn có thể nghe được tiếng Chúa và quen tiếng Ngài. Từ quen đó mới là quan trọng. Bạn nghe được tiếng Chúa nhưng chưa chắc đã quen. Thế là có những lúc mà nhiều tiếng nó nói tới với bạn, bạn không biết lựa chọn tiếng nào. Bạn được Chúa phán rồi,
chứ không phải không đâu. Vấn đề tiếp theo, bước tiếp theo là bạn cần phải quen tiếng của Ngài nói. Cái đó mới là điều quan trọng. Và quen bắt buộc phải tương giao nhiều hơn thôi. Amen. Hãy quay sang lên cạnh nói rằng phải tương giao nhiều hơn. Dạ. Khi tôi nghe được tiếng Chúa nói như vậy, tôi tạm bước sang bên và nói cảm tạ Chúa về những điều Ngài đang làm. Sau đó thời gian kéo dài 2 năm về Việt Nam, thì tôi mới nói với tôi rằng anh ạ, nói thật với anh chứ, ngày xưa thấy Việt Nam khổ, không nghĩ về Việt Nam hầu với Chúa. Nhưng mà em sang Nga, nghe nói là Âu Châu mà còn khổ hơn cả Việt Nam. Sống được ở Âu Châu, ở Nga 2 năm rồi, thì nước nào mình cũng đi sống ở đó được hết. Thì tôi mới hiểu rằng, hay quá. Mang tiếng Âu Châu, thầy cho vợ tôi không sợ sang đó sống. Nhưng mà lại khổ hơn cả Việt Nam. Thầy cho cô đã nhờ cậy Chúa tại nơi đó để chịu nói. Bám vào Chúa để xin cha tiền sống. Cha từ trời ban tiền tới. Bám vào Chúa để Chúa chữa lành bệnh tật. Chúa từ trời chữa lành bệnh cho cô ấy. Và bây giờ cô nói rằng, nếu hai việc này mà Chúa làm được cho em, thì đến đâu mà chả sống nổi. Amen anh chị em. Đấng đó có phải là đấng diệu kỳ không? Quá diệu kỳ. Chồng làm sao dạy được vợ? Vợ đặc biệt làm sao dạy được chồng? Bởi vậy cho nên hỡi những người làm vợ làm chồng, nếu chồng và vợ có điều gì nó không được hợp hợp đấy, nó không được hay mà theo cái mắt của bạn nhìn là đuổi đấy, thì bạn đừng bao giờ chỉ tay năm ngón, chỉ vào mặt vợ và nói rằng phải thay đổi, anh phải thay đổi, em phải thay đổi. Xin lỗi, ba ngón ngược lại đang chỉ vào mặt của bạn này. Hãy cùng nhau ngồi lại với nhau thông cảm. Có nhiều khi cái quá khứ mà người ta đã sống, ai đó đã vô tình và cố tình gieo vào đời sống của con người đó. Cho tới ngày hôm nay trong hôn nhân, cái cây mà ai đó đã gieo trước đây nó mới mọc ra thành quả, để người vợ phải hái trái đắng đó, để người chồng phải hái trái đắng đó. Hãy cùng nhau ngồi trò chuyện, để cho người chồng bắt đầu kể lại giãi bày, vợ ngồi kể lại giãi bày, bạn túm vào cái quả đắng đó. Đừng giật ngay, giật phát là nó mất ngay dấu tích đấy. Nhẹ nhàng, đừng giật vội. Lần lần, từng bước một, để cho tiếp tục nói, lần tiếp, 20-30 km mới tới được một cái vườn của những cây đắng. Mà cái vườn đó còn 50-60 cây nữa cơ, mới chỉ có một cây ra quả thôi, còn 49, hơn 50 cây khác đang bắt đầu bật lá. Bạn mà chặt một quả kia, đợi 2 tháng sau, cây thứ hai lại xuất hiện trái đắng. Bạn lại chặt tiếp trái đắng đó, đợi thêm 2 tuần sau 3 cây khác ra trái đắng khác. Hãy lần lại cái khu vườn đó là bản chất cuộc sống mà tuổi thơ, bố mẹ hay cuộc sống đã vô tình gieo những hạt mầm đắng vào đời sống con người đó rồi. Và bây giờ Chúa cho phép điều đó lộ ra để bạn lần lần, cái đó gọi là giải quyết những vết thương lòng của quá khứ đó anh chị em. Nó không phải đơn giản, không mì ăn liền được. Bạn muốn thay đổi bản chất của một con người phải mau nghe, chậm nói và chậm dặn. Phán xét một con người dễ hơn nhiều là giúp người ta ra khỏi cái tù đó. Họ cũng khổ lắm rồi, đừng thêm viên đá cho họ khổ thêm nữa. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Có vị mục sư bên kia nói với tôi rằng, mục sư ấy, trong hội thánh của tôi có một nhân vật thanh niên, lúc nào đến lúc cầu nguyện như vậy, bây giờ phải làm sao? Cảnh cáo nhiều lần rồi mà nó không thay đổi, nó làm cho người ta sợ. Tôi nói người đó rằng, lần sau cứ mỗi lần nó rung như vậy ra, đơn giản đứng bên cạnh ôm nó. Cái động tác đó muốn nói với mọi người rằng tôi đang ở đây, quan tâm với tôi với. Thế thôi, mọi người hiểu không? Có nhiều những đứa trẻ đập phá trong nhà lung tung khi có bố mẹ xuất hiện, thì đơn giản nó muốn nói rằng bố mẹ ơi hãy quan tâm tới con, con đang ở đây. Đầu tiên nó gọi ba ba má má, không ai để ý. Bố đập nó phá, bố trẻ dám nó làm gì đấy. Đơn giản nó đang lôi sự chú ý của bạn và của mẹ nó về với nó, khỏi computer, khỏi internet, khỏi những mẩu chuyện hoặc là kênh giải trí đá bóng. Amen. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn của Ngài đã định. Sau dấu phẩy nhé, rất là quan trọng. Chúng ta thường chỉ đọc mỗi phần trên thôi. Mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng quên, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn của Ngài đã định. Tức là chỉ có những kẻ
mà được gọi theo ý muốn của Ngài đã định, thì mọi sự đấng sống, đấng lạ lùng, đấng diệu kỳ sẽ làm cho mọi sự đó hiệp lại có ích cho tôi và cho bạn, là những kẻ mà được Chúa gọi và đã định cho điều tốt lành đó rồi. Amen. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện kết thúc nào. Joseph đã thấy 13 năm Chúa Ngài kêu gọi ông vào tù ra tội, nhưng Chúa Ngài khiến mọi sự hiệp lại có ích cho Joseph trở thành thủ tướng sau này. Ngài đã lựa chọn David để biến David trở thành một vị vua được ơn và biết bao nhiêu thi thiên, người đó được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trên thập tự giá, thế gian và ma quỷ tưởng rằng nó đã thắng, đóng đinh chúng nó trên thập tự giá, nhưng nào ngờ Đức Chúa Trời Cha đã biến thập tự giá đó trở thành một bản hùng ca chiến thắng. Thập tự giá đã diệt ma quỷ, đạp đầu của Satan dưới chân. Bởi vậy cho nên trong mọi sự, câu kinh thánh cuối cùng để chúng ta cùng nhau đến với Chúa cầu nguyện, Tê-sa-lô-ni-ca 1 đoạn 5, tôi muốn bản kỹ thuật bật lên nào. Chúng ta cùng nhau đến với Chúa cảm tạ Chúa về ba cái danh này. Tê-sa-lô-ni-ca 1 đoạn 5 cũng là câu kinh thánh để kết thúc bài giảng. Tôi xin đọc cho anh chị em nghe. Lời Chúa nói như sau, câu 16-18: Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, và việc phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Tê-sa-lô-ni-ca 1 đoạn 5 câu 16 đến câu 18, đọc lại này: Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Ba danh mà từ đó là nền tảng cho bạn cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Một, đấng sống, bạn không chết được. Hai, đấng lạ lùng, làm cao hơn những gì bạn hoạch định. Ba, đấng diệu kỳ, kết quả bao giờ cũng tốt hơn lúc khởi đầu. Hãy nhìn vào kết quả, bạn sẽ thấy rằng đấng diệu kỳ làm mọi sự trong đời sống của bạn thật là hay. Bởi vậy, từ trên ba điều này bạn là kẻ được chọn, thì bạn hãy vui mừng mãi mãi trong nan đề hiện tại bạn đang có, và hãy cầu nguyện không thôi cho điều bạn đang gặp. Phàm làm bất cứ một việc gì cũng hãy tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đến với anh em trong nan đề đó là như vậy. Amen. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hướng lòng lên Chúa, nhắm mắt lại. Bạn hãy suy nghĩ về nan đề, một nan đề của bạn thôi. Có thể về nan đề hôn nhân của bạn trong gia đình, có thể về tính cách của bạn, bạn nóng tính, hoặc bạn có những tính cách xấu, thói hư tật xấu đó. Bạn hãy đến với Chúa nói rằng: Chúa ơi, con đầu hàng, con không thể tự thay đổi, kể cả móng chân của con đổi màu cũng không thể tự được, màu tóc của con không thể tự nổi. Chúa ơi, làm sao có thể thay đổi được bản chất và định kiến trong đầu của con được. Bởi vậy cho nên khi con nó cố gắng hết sức của mình mà không làm nổi, con giơ cao tay của mình nói rằng: con đầu hàng, con nhờ Ngài, con tạ ơn Chúa, vì khi con đầu hàng là lúc Đức Chúa Trời ra tay mở lối thoát. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Mỗi người tới đây đều có những nan đề, và chúng con xác nhận với Ngài một điều: khi còn sống trên đất này giây phút nào, mỗi chúng con còn thở, tim chúng con còn đập nhịp nào, thì nan đề còn xuất hiện trên đời sống chúng con và gia đình chúng con ngần đó. Nhưng chúng con không nhìn nó là một thảm họa, chúng con nhìn Ngài là Đức Chúa Trời đấng sống, đấng la lung, đấng diêu kỳ. Bất cứ một việc gì, kể cả công việc hội thánh nói chung và cuộc sống cá nhân của chúng con nói riêng, chúng con cũng luôn nhìn Ngài là đấng sống, lập hội thánh của Ngài trên đất này mà các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Đấng lạ lùng, dù có những nan đề xảy ra nhưng Chúa làm trội hơn những điều chúng con suy tưởng. Đấng diệu kỳ, mỗi khi tập hợp lại những công việc Ngài làm, chúng con chỉ thốt ra miệng chúng con mà nói rằng: Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn con quá nhiều. Lúc con cần Ngài, Ngài ở bên con hoài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con giao phó những con người đang đứng tại đây trong tay của Ngài. Chúng con xác nhận rằng mọi sự hiệp lại Chúa khiến có
ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, là những kẻ đã được lựa chọn theo ý muốn tốt của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Đừng đầu hàng, đừng buông xuôi, đừng bỏ sự trông cậy. Hãy vui mừng mãi mãi và tiếp tục cầu nguyện. Hãy tạ ơn Chúa vì mọi sự. Chúng con cảm ơn Chúa. Con giao phó anh chị em trong tay của Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.